Hello các bạn nha. Hiện tại bây giờ mình đang gặp một cái vấn đề rất là khó chịu đối với cái card capture HD60 Pro mà mình vừa mới mua. Đó là khi mà mình gắn ở trên một cái máy chạy cái Windows 10 á thì mình capture từ cái máy quay của mình thì nó rất là mượt, rất smooth vô cùng, không ảnh hưởng một cái gì cả. Nhưng mà khi mà mình gắn ở trên một cái máy chạy Windows 11 á thì nó chạy rất là kiểu như giật giật lắc lắc ấy, nó không được smooth. Và hình ảnh các bạn đang thấy đây ấy, đó là mình đang chạy ở trên một cái máy chạy cái Windows 11 các bạn ha, đang chạy Windows 11 và khá là giật lắc luôn. Đấy, nó cứ như này bạn thấy không, khi mà mình di chuyển này đó, nó rất là kiểu như là nó không được mềm mại. Đó, đây là hình ảnh, đây là các bạn thấy là mình đang chạy một cái card HD60 Pro kết nối với cái camera Sony của mình, thì mình đã cài lại Win luôn rồi, cũng cài lại Windows 11 và mình cũng cài luôn cái driver mới nhất cho nó luôn nhưng cũng không được. Bây giờ mình sẽ test thử cho bạn xem khi mà mình cắm bằng cái card cam link của mình ấy, thì là ok. Các bạn chờ xíu nhé. Hello các bạn, thì đây là cái hình ảnh mà mình đang cắm bằng cái card cam link 4K của mình. Thì bạn thấy này, mình di chuyển đúng không, cái tay nó rất là smooth vô cùng, nó không có cái hiện tượng mà giật lắc cũng như là không có cái bóng ma. Còn khi mà lúc nãy mình cắm cái cạc mà HD60 Pro vào á thì khi mà mình di chuyển đây này thì bạn sẽ cảm thấy là nó không có được smooth cho lắm, cũng như là có hiện tượng bóng ma. Bóng ma là nó cứ mờ 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 giống như kiểu nó bắt nét không kịp á, cái đó gọi là bóng ma. Thì cái cạc Cam Link này bạn thấy không, rất là ngon luôn đó. Cam Link nó chạy trên Windows 11 cực kỳ ngon luôn, nhưng mà không hiểu lý do vì sao mà cái cạc HD60 Pro thì nó lại chạy cảm giác nó rất là giật lắc, nó không được smooth. Nhưng mà khi chạy trên Windows 10 thì lại ok các bạn ạ. Trên Windows 10 không hề giật lắc một tí nào. Mình không biết là bên Elgato có phải là do cái driver của nó chưa được tương thích với Windows 11 hay không. Và khi mà mình sử dụng cái Windows 11 ấy, mặc dù mình đã cập nhật lên tất cả những bản cập nhật mới nhất, nhưng mà mình nhận thấy ấy, là nó vẫn có một cái gì đó nó vẫn bị lỗi các bạn. Nó chưa có được hoàn toàn là ổn định. Nếu mà những tác vụ bình thường, sử dụng bình thường thì mình cảm thấy là ok, ngon, không sao hết. Nhưng mà khi mà mình sử dụng để mình làm những công việc của mình ấy thì mình cảm thấy là Windows 11 nó vẫn có một cái gì đó nó chưa được ổn định các bạn ạ. Thì qua cái video này ấy, mình muốn chia sẻ với các bạn một cái lỗi nhỏ nhỏ. Cái này không phải, mình nói không phải là cái lỗi mà nó giống như là kiểu là một cái vấn đề của mình đi ha, vấn đề của mình thôi. Chứ còn cái nói cái lỗi thì có thể là không đúng. Thì nếu như các bạn nào mà có bất cứ một cái lỗi gì đó thì các bạn hãy để lại cái comment ở phía dưới cái video này để chúng ta tiếp tục cùng nhau thảo luận bạn nhé. Ok, thì cái video này chỉ mang tính chất tham khảo thôi chứ cũng không có phải là chia sẻ gì cả. Hy vọng rằng các bạn sẽ đóng góp những cái lỗi hoặc là những cái vấn đề về Windows 11 khi các bạn sử dụng để chúng ta tiếp tục cùng nhau trải nghiệm và chia sẻ bạn nhé. Rồi, xin chào các bạn và hẹn các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye!